suốt ngày có cái câu chuyện đấy là tình yêu hay là sự nghiệp, xong rồi cãi nhau loạn hết cả ở trên với cả ở dưới lên. Tôi thì thấy, tôi nói quan điểm của tôi nhé, tôi cũng không muốn là đả kích ai, tôi không muốn đụng chạm gì cả. Với tôi, một người đàn ông tinh tế và một người đàn ông biết nghĩ thì một người đàn ông đấy phải cân bằng được cả cái vấn đề sự nghiệp cũng cái vấn đề tình yêu. Giàu quá để làm gì? Cái câu chuyện mà hài lòng với cuộc sống của mình đang có hay chưa ấy thì tôi nói với các bạn quá nhiều lần rồi. Và cái thước đo của cái sự hài lòng ấy, mỗi người nó một khác nhau. Đấy, như tôi chẳng hạn, tôi luôn bảo các bạn là tôi hài lòng rồi. Từ cách đây 2 năm khi mà trong những buổi nói chuyện với cả các bạn, lúc ấy nói thật là tôi cũng không nhiều tiền như bây giờ. Nói thật bây giờ thì cuộc sống có ăn, có của ăn của để thì nó khác. Nhưng mà từ ngày xưa tôi đã hài lòng với cuộc sống của mình rồi. Tôi chả giờ tôi cố gắng tôi chạy theo kiểu đồng tiền để làm cái gì cả. Tôi có vợ cách đây 4-5 năm rồi, tôi có con cách đây 4 năm rồi. Và với tôi cái giá trị của gia đình vẫn là cái giá trị trên hết. Tại vì phải có gia đình thì mới làm được việc. Chứ nếu như mà bây giờ đặt một cái thằng độ PC hay là đi phải độ lý gì đấy đặt ra ngoài đường mà tôi vẫn chưa có vợ chưa con ấy, tôi không phải là tôi bây giờ. Tôi không thể có nhiều câu chuyện này tôi kể các bạn, tôi không thể có nhiều kinh nghiệm sống mà tôi chả thể chững chạc và trưởng thành để nói cho các bạn những câu chuyện mà tôi đã trải qua cả. Tôi chả thể phân tích được cho các bạn là này, theo góc nhìn của tôi là câu chuyện nó sẽ như này như kia. Không, đấy là câu chuyện và góc nhìn của một người trưởng thành. Người ta sẽ khác. Khi có vợ có con rồi, cái giá trị cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Và cái cách suy nghĩ của các bạn về vấn đề nó sẽ khác. Nó khác với cả một người độc thân lắm. Nên là với tôi ấy, cái chuyện sự nghiệp hay là tình yêu ấy thì nó lại tùy từng người. Nhưng mà cân bằng được hay không, đấy mới là khó. Tôi chả giờ tôi chạy theo kiểu như là ui, mình phải đi phải kiếm thật nhiều tiền. Hôm trước tôi vừa đọc một cái câu gì hay vãi lồn ở trên mạng. Cái gì nhỉ? Của ông sắc gì nhỉ? Sắc gì? Chú gì hay bác gì ở sắc tăng ấy nhỉ? Nói về cái vấn đề đấy là 100 tỷ là quá đủ sống rồi. Còn những người mà muốn kiếm hơn 100 tỷ ấy, là những người muốn thay đổi nhân loại thôi. Chứ còn người bình thường thì kiếm hơn 100 tỷ làm cái đéo gì. Tôi thấy số 100 tỷ nó quá to với bản thân tôi. Đéo cần thiết phải như thế. Như tôi bây giờ là ổn rồi, có cái đéo gì đâu. Túc tắc như thế thôi, kiếm thêm tiền nữa để làm gì. Bây giờ ví dụ như một tháng kiếm được khoảng 20 triệu đi, là đủ lo cho con đi học mẫu giáo, đủ lo cho con, đủ cho giả tiền điện nước internet hàng ngày, đủ tiền tiêu vặt. Mức sống một ngày cả gia đình chi tiêu khoảng 500 nghìn một ngày chẳng hạn, ví dụ cả một gia đình đấy. Thế là xung xuê rồi, thế là đủ rồi. Thế thì kiếm thêm nữa làm cái đéo gì. Một tháng thì tích góp ra thêm đâu đấy được khoảng 1-2 triệu thế thôi. Cứ dồn vào đấy, nhỡ có việc thì ốm đau bệnh tật gì thì mình dùng. Còn không thì thôi, thế là đủ rồi. Chứ bây giờ nếu như cứ nói là đi về mình phải kiếm tiền, mình phải lo cho sự nghiệp, bao giờ cái sự nghiệp đấy nó mới dừng lại? Bao giờ mới thôi chạy theo cái đồng tiền? Có dám dừng lại hay không, hay lại tiếc những cái gì mà mình đã xây dựng nên? Thế thì có người yêu làm gì, có vợ làm gì, sau này lập gia đình làm gì, đúng không? Rồi một ngày nào đấy vẫn bảo tôi vẫn đang chạy theo sự nghiệp ấy, tình yêu với cả gia đình, tôi bắt buộc tôi phải bỏ sang một bên. Không, đấy là suy nghĩ của những thằng hơi bị hãm lồn. Tôi, quan điểm cá nhân của tôi là như thế. Với tôi ấy, ai cũng thế thôi, đến một cái thời điểm nào đấy vẫn sẽ phải dừng lại, vẫn sẽ phải lấy vợ, vẫn sẽ phải sinh con, và biết điểm dừng của mình ở đâu cả. Cứ chạy theo mãi đéo được đâu, đừng tham quá, đi đéo giờ được hết tất cả cả, được một thứ đấy các bạn. Sinh nhật tháng 9 buồn của anh ơi. Sao lại buồn? Vui lên chứ, sinh nhật mỗi năm một kiểu mà. Trời ơi, bây giờ còn thấy vui nhá, sau về già hết vui rồi luôn á. Tại vì khi mà kiểu cuộc sống nó đi xuống, dịch Covid nó như này, mệt bỏ mẹ đi, thời gian đéo đâu mà nghĩ đến sinh nhật nữa. Cơm áo gạo tiền lo còn chưa xong. Tôi càng trẻ tôi thấy sinh nhật nó càng vui. Ôi còn bé sinh nhật, ôi chỉ mong là bạn bè đến chơi, xong mở bánh kẹo hoa quả ra ăn, tặng vở, tặng bút các thứ. Lớn lên tí nữa thì sinh nhật thì đi tụ tập đàn đúm bạn bè, uống rượu nhậu nhẹt, đi hát karaoke. Già thêm tí nữa thì có tuổi rồi, sinh nhật chỉ muốn quây quần bên gia đình, làm cái bánh, con chúc câu, mẹ chúc câu, vợ chúc câu, thế là vui rồi. Già hơn nữa thì sinh nhật chả muốn ai để ý đến nữa làm gì. Coi như một ngày bình thường nó đỡ buồn. Thế là vui rồi. Ta hay bảo là khi nào mà bạn tìm được cái công việc mà đúng với cái đam mê của mình thì không phải bạn đi làm mà bạn sẽ là chơi. Không, đam mê của tất cả mọi người đều giống nhau, đấy là kiếm tiền các bạn. Khi mà các bạn tìm được công việc nó ra tiền rồi thì dù các bạn đéo đam mê công việc đấy thì tôi tin là các bạn vẫn dành rất nhiều thời gian và các bạn vẫn hứng thú với công việc đấy, vì đơn giản là nó kiếm ra tiền. Tiền là cái chữ mà gắn trên đầu tất cả mọi người mà. Tôi cũng thế thôi các bạn. Đúng, một phần là tôi thích làm cái nghề này, một phần là nó là cái đam mê của tôi, nhưng mà một phần nó cũng là vì tiền. Lý do bắt đầu là nó vì tiền.
cái lý do buông bỏ cuối cùng nó vẫn sẽ là vì tiền thôi. Thẳng thắn với nhau là như vậy. Nhưng mà tiền nó cũng chỉ là một phần thôi bạn. Một phần nữa là nó sẽ bị nặng về mặt tình cảm. Những gì mà mình đã xây dựng, những cái gì mà mình đã đồng hành với nhau, khó mà nó bỏ được bạn. Thôi, làm đến khi nào chán thì thôi nhờ, làm theo hết sức thì thôi. Quan trọng là cứ làm đã. Chung là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Các bạn không có xuất phát điểm tốt ấy, thì các bạn phải cố gắng. Các bạn mà có một gia đình nó khá giả hay là tốt cho công việc của bạn thì các bạn nên tự lực. Sẽ tốt cho tất cả những cái gì của các bạn sau này. Cái tương lai của các bạn ấy nó được hình thành từ cái quá khứ, từ những cái kinh nghiệm sống, từ những cái gì mà các bạn tích lũy kể cả về vật chất. Nên là mình khuyên thực sự là nếu như các bạn nào mà còn đang khó khăn thì hãy cố gắng lên. Còn bạn nào mà đang có cho mình những cái gì mà nền móng của gia đình để lại rồi thì cố gắng giữ và trở thành con người tốt. Gia đình mẹ mình được bố mẹ móng manh rồi là như thế nào, rồi chất kích thích, rồi là mình ăn chơi mình vũ rồi các thứ, rồi dần dần nó nát hết rồi. Đừng quan tâm người khác nói gì, nên nhớ cuộc sống là của bạn, còn mồm là của người khác, người ta thích nói gì thì nói, còn cuộc sống thì bạn tự vận hành thôi. Mình ngu thì mình tự chết, mình khôn thì mình tự sống, mình khéo léo thì mình giàu, thế thôi. Chứ bạn đi hỏi ý kiến người khác là gì? Bạn có xu hướng đi hỏi ý kiến người khác ấy là sau này bạn cũng sẽ có xu hướng bị người khác nói và bạn thay đổi cảm xúc của mình nhá. Nên có thể là đừng quan tâm và làm theo những gì mà mình tin là đúng, thế là được. Những mối quan hệ không cần thiết thì có nên vứt bỏ không anh? Không, rồi dần nó sẽ tự tan đi em. Vì nó không tương tác là nó sẽ tự tan. Cần gì phải vứt, không cần phải bận tâm. Em mà muốn vứt nó đi là em đang bị suy nghĩ về cái vấn đề đấy rồi đấy. Đi mà trong khi não em mà đang cần suy nghĩ nhiều vấn đề khác phải lộn. Không cần thiết em ạ. Anh giải quyết mâu thuẫn vợ chồng như nào ạ? Anh... thường thường khi mà cãi nhau thì anh đều nói gì nữa? Tại vì anh còn nhiều việc để làm lắm. Thế các bạn cứ cãi nhau, cãi câu qua câu lại làm gì? Ai cũng có cái ý đúng của mình, ai cũng có một cái cách lập luận riêng, ai cũng có những cái lý lẽ riêng. Và nếu như cái câu chuyện cãi nhau càng ngày nó càng đi xa ấy, thì ngôn từ nó lại càng gay gắt. Và cái câu chuyện nó đúng là kiểu chuyện bé xé to, câu chuyện nó sẽ nặng nề rất là nhiều. Thế thì cãi nhau nữa để làm cái lồn gì, mất thời gian. Cũng như là thôi đều nói gì nữa. Để thời gian thì một là sẽ quên đi, hai là để bạn kiểu như là em muốn nói nữa thôi. Xong lần sau gặp lại những cái chuyện đấy thì tôi tốt nhất là mình được rồi, đã cãi nhau rồi, đã đéo nói chuyện nhau rồi thì bây giờ còn cãi nhau về vấn đề nữa thì xong vấn đề được giải quyết trong cuộc sống. Thế thôi, mình nghĩ đơn giản đấy. Anh có nghĩ về đồng tiền mà mất tình cảm anh em không? Có chứ, chắc chắn là có luôn. Thực tế cuộc sống nó chứng minh rồi các bạn. Cho nên là tôi đéo biết được là sau này cái vấn đề mà tiền nong nó sẽ lớn nhau, tôi đéo quan tâm, nhưng mà mình nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất các bạn ạ. Bây giờ đi nhậu ấy, đã rủ đi nhậu rồi, đi là đi, không đi thì thôi. Mà xác định đi là bổ đầu ra chia tiền, thế thôi. Kiểu lừa cho thằng này giả tiền, thằng kia là giả tiền. Bọn tôi nhá, kể cả mấy cái thằng kiểu, nói thật với cả các bạn đây, ví dụ như tôi này, thằng Hiếu Lợn này, thằng Hoàng Kho này, với cả Đặng Tiến Hòn này. Đấy, mấy anh em đi chơi với nhau đúng không? Toàn là mấy anh em bây giờ lớn rồi, làm ra tiền hết rồi, nói thẳng với cả các bạn như thế, có cụ ăn cổ đấy hết rồi. Nhưng mà đi đâu nhá, kể cả một cái bữa ăn sữa chua nhá, kể cả một cái bữa ăn cơm tấm nhá, phê thì cũng giả cũng được. Nhưng mà đi nhậu nhẹt các thứ, cứ biết tự biết ý thôi, một thằng giả. Xong rồi về nhà lập một cái nhóm ra, anh em ơi, hôm qua nhậu hết bao nhiêu tiền nhỉ, chia ra, thế là xong. Đơn giản, chơi thế nó mới chơi được lâu chứ. Không thì các ông mà chơi kiểu khôn khôn thì các ông chơi một mình đi cho nó nhanh. Cái xã hội này bây giờ ấy, thằng nào nó cũng khôn lắm các bạn ạ, thằng nào cũng biết điều hết à. Thằng đéo nào nó cũng biết được tính cách của nhau hết à. Chơi nhau một hai lần biết kiểu mẹ và ông này chơi kiểu xám lên, chơi kiểu khôn lòi, biết ngay. Xong mọi người tẩy chay ngay các bạn. Đéo ai chơi cùng bạn nữa đâu. Hoặc là người ta có chơi cùng nhưng người ta sẽ giữ một cái khoảng cách. Đéo giờ đến cái mức gọi là thân nhau được cả. Mà sau này ra ngoài đời rồi á, khi mà bắt đầu bươn trải ngoài xã hội rồi á, mấy thằng mà thân với mình ấy mới là mấy thằng giúp mình. Biết đâu bảo ê, này, giờ này không có việc làm mà tao công ty tao đang tuyển người đấy vào đấy làm với tao. Đấy là chỉ có những thằng mà thân mình, quý mình thì nó mới nói thế thôi các bạn ạ. Còn chơi kiểu khôn lòi á, mẹ mày quên nhau nhanh lắm. Sống chuẩn lên các bạn, sống chuẩn lên mới có người giúp đỡ. À, như tôi này, một minh chứng các bạn. Tôi không dám thế này thế nọ đâu, nhưng mà tôi cũng
có thể tự nhận là mình cũng là một trong những thằng mà sống gọi là được, sống chuẩn. Nên là cuộc sống của tôi được nhiều người giúp đỡ từ ngày xưa đến bây giờ. Từ khi đấy, minh chứng từ khi tôi làm cái nghề này đến bây giờ, các bạn theo dõi tôi các bạn biết nhiều người giúp đỡ tôi vãi đái ra. Mà tôi chơi với ai người ta cũng quý. Ừ đấy, tại vì tôi sống thật, tôi sống đẹp vãi đái ra. Tôi đéo giờ chi ly tính toán với thằng nào cả. Tôi mẹ nhận lại rồi tôi lại còn cho đi, tôi giúp người khác. Thế là người ta lại càng quý tôi. Uầy, thế là cứ thế mà lên thôi các bạn. Đơn giản. Không biết đấy, người thành công đấy, người ta đéo phải là quá giỏi, đúng không? Không phải giỏi trong tất cả những cái lĩnh vực. Cái đéo thì người ta làm được không phải? Người ta biết nhìn người và người ta có tư duy làm lãnh đạo, phải không? Tức là người ta sẽ đi tập hợp những cái người mà làm được việc, sống ổn, sống chuẩn để người ta chơi cùng và người ta làm cùng, thì người ta mới phát triển được. Chứ còn cứ chơi mãi với những người mà mình nhận ra là người ta xấu, người ta không có cầu tiến, hay người ta làm cho cái năng lượng tích cực của mình bị giảm xuống là mình sai rồi. Đâu đấy được rồi, đâu đấy được. Mình có quyền lựa chọn mà.